Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Unpack Computer. Ngày hôm nay mình sẽ mang tới cho các bạn, cho anh em một bộ PC, toàn bộ các linh kiện đến từ AMD và Gigabyte Aorus. Mọi khi các video mình hỏi nói về CPU là gì này, RAM là gì này, VGA là gì này, main này, xong với các phần khác, thì ngày hôm nay mình sẽ làm ngược lại một chút, thì sẽ nói về con tản đi. Thì đây là mẫu tản nhiệt ID Cooling SE234 RGB. Lý do mình lựa chọn con tản này bởi vì thứ nhất nó rất rẻ và cái thứ hai nó có thể đồng bộ LED qua phần mềm RGB Fusion. Rồi mình sẽ để gọn đây nhá. Thì cái mẫu tản nhiệt này thì hoàn toàn phù hợp với CPU Ryzen 5 ở đây này. Rồi mình sẽ nói phần bên đây là B450 Aorus Elite. Đây là một trong những cái mẫu bo máy chủ B450 tốt nhất trên thị trường hiện nay. Thì cái phần cổng IO này với tản nhiệt VRM được làm rất cẩn thận, anh em nhìn thôi đã thấy sướng rồi. Cùng với đó là phần chipset, ở dưới phần chipset đấy có tản nhiệt và logo Aorus phát sáng. Ngoài ra anh em sẽ có tổng cộng là 4 khe RAM, 2 khe DDR2, trong đó thì một khe X4 và một khe X2. Cái này thì mình nói trước cho anh em để anh em có thể chọn mỗi SSD sao cho nó phù hợp và để tránh lãng phí. Cùng với đó là khe 16X có được gia cố, thực ra nó không phải bọc thép đâu, nó chỉ là gia cố thêm thép thôi. Tuy nhiên như vậy là khá ok rồi. Đấy, mình sẽ để gọn qua bên. Rất đẹp đúng không? Rồi mình sẽ để ở đây. Mình sẽ nói đến phần VGA. Đây là RX 5600XT. Mình biết đấy là có rất nhiều bạn kiểu phân vân khi mua cái mẫu 5600XT này, bởi vì hiệu năng của nó khi nó mới ra mắt ấy, nó chỉ ngang với GTX 1660 Ti thôi. Tuy nhiên gần đây ấy, thì là AMD cũng đã tung ra các bản cập nhật để update BIOS cho cái mẫu cào đồ họa này, làm sao cho nó mạnh bằng con RTX 2060. Thế nên mình nghĩ đây là một sự lựa chọn rất tốt và giá của sản phẩm này cũng rất ok. Anh em hoàn toàn có thể chiến được tất cả các tựa game hiện nay trên độ phân giải Full HD, mẫu cào này đều ok cả. Ngoài ra thì nếu có tựa game online nhẹ ấy, thì chiến trên độ phân giải 2K không vấn đề gì hết. Hai thanh RAM với tổng dung lượng là 16GB. Đây, Adata Spectrix. Thì thanh RAM này cũng hỗ trợ đồng bộ LED luôn. Đây anh em nhìn đấy, hơi nhỏ chút nhưng mà mong anh em cố nhìn. Thì với 16GB sẽ là một dung lượng mình thấy là cơ bản, bởi vì trên thống kê trên Steam ấy, thì hầu như các game thủ khoảng độ 6-7% rồi đều sử dụng các bộ PC 16GB RAM rồi. Thì với 16GB anh em hoàn toàn có thể thực hiện được các công việc như kiểu livestream game này, chơi game này, hay là làm nhiều công việc khác đa nhiệm đều ok. Cuối cùng đề siêu sao trong video ngày hôm nay, đề siêu sao không đồng, à không, ý mình là khi anh em mua lẻ thì giá của CPU này vẫn là 6 triệu, còn ở trong video ngày hôm nay thì nó sẽ có mức giá không đồng và chỉ duy nhất hai bạn nhận được mẫu CPU này. Thì đây là CPU Ryzen 5 3600X 6 nhân 12 luồng, xung nhịp tối đa có thể đạt được là 4.4GHz, và anh em hoàn toàn có thể ép xung mẫu CPU này nha. Vì thế mình có lựa chọn mẫu bo máy chủ B450 nó xịn xịn một tí và cái tản nhiệt rời này đấy, thì để cho anh em nếu có nhu cầu ép xung lên một chút đấy thì hoàn toàn có thể, có là không phải lo lắng gì cả. Thì tại sao lại không đồng? Thì chúng mình có nhận được hai mẫu CPU Ryzen 5 3600. Tuy nhiên thì chúng mình quyết định ấy là sẽ xây dựng hẳn một bộ PC luôn. Sau đó trừ cái mẫu CPU này đi thì cái bộ PC này ấy, nó sẽ mức giá rơi vào khoảng 23 triệu đồng và trừ thẳng 6 triệu đồng đi nó sẽ rơi vào khoảng 17 triệu đồng. 17 triệu đồng cho bộ PC như này, Ryzen 5 3600 và RX 5600XT. Mình không nói đùa đâu. Thì rồi, mình sẽ bỏ cái đống hộp này ra đi. Anh em đợi mình một chút nhé, mình bê bộ cây lên, bởi vì nó còn một cái linh kiện nữa. Vì sao mình nói đây là toàn bộ các linh kiện đến từ Gigabyte? Đợi mình một chút. Rồi. Ui trời, nặng thật. Ôi, em đây này, đây. Nặng quá. Anh em nhìn thấy vỏ cây quen thuộc không? Đây vỏ cây Gigabyte C200, C200 hay C300 gì đấy. Nếu như anh em nhìn nó quá quen thuộc thì mình đang có sử dụng một bộ PC nó gần tương tự như này để livestream được khoảng mấy tuần rồi. Mình được cấp một bộ PC nó gần tương tự như này này. Đấy. Vì mình thấy mình dùng thế nó ngon nên mình quyết định là thôi, dựng thẳng bộ PC xong lấy con CPU Ryzen 5 3600 đập vào và trừ thẳng vào giá. Và bộ PC trông nó đẹp như này này. Chỉ trừ mấy mẫu quạt này ra này, có 1 2 3 4 5 6 quạt thì mình lắp thêm cho đẹp thôi. Nếu như anh em thích thì hoàn toàn có thể mua rời cái bộ tản nhiệt này, bởi vì hoàn toàn nó có thể đồng bộ LED qua phần mềm. Đấy. Và đây toàn bộ những gì anh em nhận được này, trừ quạt ra thì nó sẽ như thế này. Và mức giá của nó sẽ là 17 triệu, 23 triệu giá cốc, trừ 6 triệu cho CPU và chỉ có duy nhất nhá, hai bạn thôi, chỉ có hai bạn thôi nhá. Thế nên là anh em nào nhanh tay thì đặt mua lên ngay sau khi chúng mình tung clip về ra nhá. Ok anh em. Ok thì mình vừa quay loay hoay mình kiếm cái dây mình cắm led vào cho anh em nhìn đấy, thì tạm thời mình để màu trắng thôi, màu trắng kiểu trông bộ cây nó sáng. Ngoài ra anh em thích điều khiển theo màu nào cũng được. Và một điểm mình rất thú vị khi mình lựa chọn cái quạt ID Cooling mình lắp vào này này, anh em vì sao nó có thể điều chỉnh tốc độ quạt cho nhanh và chậm tùy ý. Rồi thì bây giờ sẽ là phần trải nghiệm hiệu năng để cho anh em thấy xem con Ryzen 5 3600X cùng với RX 5600XT nó sẽ chiến game như thế nào nhé.
Vừa rồi thì là phần trải nghiệm hiệu năng, còn đánh giá như nào thì là mỗi người đánh giá thôi, mình sẽ không bình luận gì thêm. Thì mình sẽ chốt lại vấn đề ở trong video này. Thì bộ PC bên cạnh mình đây, khi anh em mua lẻ nó sẽ có mức giá rơi khoảng độ 23 triệu đồng. Tuy nhiên sẽ có hai bạn, chỉ duy nhất hai bạn nhanh nhất sẽ được mua cái bộ PC này với mức giá trừ thẳng 6 triệu đồng luôn. Tức là cái bộ CPU Ryzen 5 3600X này nó sẽ có mức giá không đồng với hai bạn đấy, thì là sẽ 23 triệu chứ 6 triệu là còn 17 triệu đồng. Đấy, anh em nào mà kiểu muốn đặt mua thì anh nhanh tay lên nhé. Và bộ PC này chúng mình có hỗ trợ trả góp 0% và giá sẽ là không đổi luôn. Giá mặc dù hàng rất khan nhưng mà giá của công ty mình sẽ là không đổi. Đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh YouTube của Alpha Computer để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại anh em ở trong những video sau. Nhớ nhá, chỉ có hai bạn thôi đấy. Nếu mà anh em đến sau đừng bảo tại mình nói phét nhá. Chỉ có hai bạn thôi đấy. Bye bye anh em.